Lúc đó là cái đêm đầu tiên đó nó vui lắm mà. Vợ em á thì khi mà nhậu say vô á thì bắt đầu là không nhớ gì hết á. Cái tự nhiên đêm đó về khách sạn á, cái tự nhiên đè em ra làm cho hai nháy. Xong rồi cái tới sáng á, cái khiều em: anh ơi hỏi cái gì nữa? À, cái nữa. Cái em mới nói: trời ơi, hôm qua làm tôi hai nháy rồi, bây giờ đòi thêm một cái nữa là sao? Ủa vậy hả, sao em không nhớ gì hết vậy anh? Trời đất ơi. Cái em cảm thấy như em bị tổn thương á anh. Em bị tổn thương, không nhớ gì hết. Đúng là địch mọi lúc mọi nơi. Một ngày địch 100 phát là chuyện bình thường nha chị. Đang chạy xe ngoài đường nè, đèn đỏ thắng một cái ép là nhóm địch một cái bút vô mặt em liền. Đỡ không kịp rồi, tới thì mà người kế bên tại chạy kế bên người ta nghe luôn, đội trời ơi luôn. Thả bơ mọi lúc mọi nơi luôn, đó là chuyện bình thường mà nhiều khi phát cọc luôn chị. Chào hai em. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả mọi người ở đây ạ. Em tên là Phạm Minh Hùng, năm nay em 29 tuổi, nghề nghiệp của em là thợ xăm. Em là người Sài Gòn ạ. Bạn bè thường gọi em với nickname là Hùng Pop ạ. Mời em. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả mọi người. Em tên là Đinh Nguyệt Cầm, mọi người thường gọi em là Ti Mì Tôm. Em năm nay 27 tuổi và em sống ở Sài Gòn. Em làm nghề gì? Dạ em kinh doanh online. Ôi toàn là những người của thế hệ trẻ trung năng động và sáng tạo và thời đại nữa, đúng không? Dạ. Em đoán đi, hai bạn này gặp nhau lần đầu tiên như thế nào, gặp nhau ở đâu? Không đoán, cái này là chắc đúng chắc luôn. Anh thấy trên tay em cũng có xăm đúng không? Dạ. Cho nên là có thể là em đi đến tiệm em đến cái tiệm của anh Hùng này, em tha thu và thế là em gặp cái anh chủ này quá ư là đẹp trai và thế là hai người đã phải lòng nhau và yêu nhau. Xăm nhau sau khi xăm xong rồi coi như là hai bạn bắt đầu tiến tới tình yêu đúng không? Dạ không ạ. Dạ không. Thôi kêu đón lại. Hai tụi em gặp nhau lần đầu tiên á là tại trên quán nhậu. Em là được cô bạn của Ti đây rủ em ra quán. Em thì ấn tượng Ti là lúc đầu nhìn bạn này cũng có xăm, cũng cùng chung sở thích với mình nè. Nói chung là mình nhìn bạn xăm chỗ khác chứ không phải xăm chỗ em. Dạ, khi mà cất tiếng lên á thì em nghe: trời sao giọng khàn quá vậy, sao mình nghe giống như là cô nào chuyển giới thành công quá vậy ta. Em hết hồn. Nhưng mà anh nghe cái giọng cầm cũng đâu đến nỗi mà như anh tả rồi giống như là con trai đâu. Chắc lúc đó em bị khăn tiếng, cấp độ nặng. Dạ. Vậy thì em có ấn tượng gì về ảnh không? Lần đầu tiên gặp ảnh thì em rất là ấn tượng, tại vì ảnh rất là dị, lập dị, xăm rất là nhiều, mà số móng tay đen, xỏ nhiều, khuyên tai, lưỡi trên mặt. Nói chung là nhìn rất là lạnh lùng, mà kiểu dạng như là cá tính, rất là quậy. Nhưng mà khi mà tiếp xúc á, thì em thấy anh rất là thân thiện, không có giống như bề ngoài. Cho nên em rất là thích ở điểm đó. Nhìn hầm hố. Nhìn rất là hầm hố. Nhiều người thấy em như vậy, cũng khách hàng cũng tới xăm này nọ cũng nói là nhìn anh trên hình thấy sợ lắm, nhưng mà tiếp xúc thì thấy anh hơi khùng. Khùng. Hay nói em anh có hơi tưng tưng. Rồi sau đó thì cái mối tình của các bạn tiến triển như thế nào? Vài lần đầu gặp á, thì chỉ là nghĩ là bạn bè thôi, chứ chưa nghĩ là sẽ là quen. Tại vì em gặp ảnh trong cái khoảng thời gian đó em đang thức tình. Tụi em tìm hiểu nhau được vài tháng thì chính thức quen nhau được 3 ngày rồi chia tay. Em không biết lý do là gì. Lý do luôn đúng không? Đến mãi một tuần sau á thì vợ em mới là nhắn tin cho em nói là: anh ơi rảnh không, mình đi ăn nha. Xong bắt đầu mới xin lỗi em. Em thật lòng là đang muốn quay trở lại với ảnh đúng không? Dạ đúng. Lúc đó nhắn tin còn không biết anh có trả lời hay không. Sợ là người ta nói là đâu phải muốn quen, muốn bỏ người ta. Cũng có giải thích là tại vì em sợ là làm tổn thương anh. Em sợ là em quen anh rồi em còn nhớ người cũ. Thì trong khoảng thời gian đó thì thực sự là rất là nhớ và quay lại và quen nhau tới bây giờ luôn. Vậy là bạn vợ rất là gọi là khí khái á, cái tánh rất là khí khái á. Rồi sau đó thì cái tình yêu của các bạn là có đi xa hơn một chút không? Dạ có, tụi em quen nhau được khoảng 3 năm thì bắt đầu là tụi em mới làm đám cưới. Thì trong 3 năm đó là tụi em có giống như những cặp vợ chồng son khác là giữ gìn cho tới tận đêm tân hôn không? Dạ không ạ. Tụi em ăn cơm trước kẹn. Khi quay trở lại là khoảng độ tầm 3 tháng sau. Lúc đó là cái đêm đầu tiên đó nó vui lắm mà. Vợ em á thì khi mà nhậu say vô á thì bắt đầu là không nhớ gì hết á. Cái tự nhiên đêm đó về khách sạn á, cái tự nhiên đè em ra làm cho hai nháy. Xong rồi cái tới sáng á, cái khiều em: anh ơi hỏi cái gì nữa? À, cái nữa. Cái em mới nói: trời ơi, hôm qua làm tôi hai nháy rồi, bây giờ đòi thêm một cái nữa là sao? Ủa vậy hả, sao em không nhớ gì hết vậy anh? Trời đất ơi. Cái em cảm thấy như em bị tổn thương á anh. Em bị tổn thương, không nhớ gì hết. Khi mà hai bạn quyết định mà đi ăn cơm chứ kẽn gì đó, là nó có một cái điều gì khác ngoài cái việc có một cái điều thì vào cái năm 2012 đó thì có một cái nhà tiên tri hay nói là cái ngày đó ngày có ngày tận thế. Ngày 20 tháng 12 Cái đó chỉ là cái cớ thôi. Em với vợ em như là muốn đến bên nhau trong đêm đó thôi. Nói em ơi, ngày mai tận thế rồi, tối nay mình đi khách sạn nha. Ví dụ mà mai tận thế có chết thì chết cùng nhau. Để hợp thức hóa mà ăn cơm trước cái... Dạ đúng. Ủa chị hỏi nè, trong quá trình mà hai đứa bắt đầu yêu nhau thì em có xăm cho vợ em cái hình nào không? Dạ có, cái vợ em cũng thích. Cứ đòi hoài. Mỗi lần xăm á là về gặp mẹ vợ thì mẹ vợ bảo là Hùng ơi, đừng xăm cho Ti nữa. Dạ con đâu có xăm đâu. Sao Ti nó nói con đè nó ra xăm không được. Tại sao em nói với mẹ vậy nó? Tại vì em nói vậy em đổ lỗi cho anh để mất công mẹ la em sao? Nó thật sự là chỉ đòi, chỉ muốn. Nhưng mà thật sự là cứ đổi qua cho em, đổ lỗi là em đè ra nè. Hôm nay em tổn thương không? Em cảm thấy em tổn thương gia đình em đó. Thì là cái ngày mà em dẫn Hùng về ra mắt đó, thì nhìn Hùng xăm nhiều như vậy, có trở ngại gì không? Mẹ mất hồn không? Dạ lúc đầu thì cũng khuyên dữ lắm, cũng nói là suy nghĩ kỹ nha con, tại vì nhìn thấy bề ngoài thì cũng hầm hố quá. Lúc đầu nhìn tưởng anh này anh chơi quậy phá, quen nhau là anh rất là ốm, mà anh xăm rất là nhiều nữa, nhìn xỏ khuyên rồi nữa, nhìn anh rất là quậy luôn. Thì gia đình cũng khuyên dữ lắm, chứ cũng thấy lạ lắm, thấy ảnh như người ngoài hành tinh. Tiếp xúc với ảnh á thì người lớn gia đình em rất là thích, rất là thích Hùng, tại vì Hùng rất là lễ phép, với lại Hùng rất là đàng hoàng, nói chuyện thân thiện lắm, chứ không có như là mình nghĩ ở ngoài. Dạ sau đó là cưới tụi em. Bên gia đình em thì chắc chắn là dẫn cô này về là thích liền đúng không? Dạ là chịu ngay. Lúc đầu mẹ em còn nói đó, mày xăm nhiều vậy không biết sau này mày cưới ai. Các em cưới được bao lâu rồi? Dạ tụi em cưới được 3 năm rồi. Dạ. Hai bạn đều cá tính hết trơn á. Thì cái năm đầu tiên về với nhau á, thường hay có những cái sự cọ sát về cá tính á. Có xảy ra những cái biến cố gì? Khi vừa cưới nhau xong bắt đầu về ở với nhau á, 4 tháng đầu tiên là 4 tháng gọi là gây go nhất. Thì em là người hay ham công việc với lại thể thao. Tối em lại đi tiếp xúc với lại mối quan hệ ở ngoài nữa, không có dành thời gian cho nhau được nhiều á. Vợ em thì theo kiểu là cứ bị có một cái sự cô đơn á, người mới là gây lộn, mà cứ cái việc nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, đến cái khoảng thời gian gọi là đỉnh điểm, giống như là gần như là đổ vỡ rồi. Thì bắt đầu mới ngồi xuống nói chuyện với nhau, thì lúc sau đêm đó thì bắt đầu ôm nhau khóc. Rồi bây giờ thì các em có em bé chưa? Dạ chưa. Tụi em chưa. Lúc cưới nhau thì tụi em có xác định là mình còn ham chơi, mình còn muốn đi du lịch và mình còn muốn tận hưởng, cho nên chưa muốn để em bé. Thì bắt đầu bây giờ nè, bây giờ thì giống người ta nói là chơi chán rồi đó, muốn có con. Bây giờ 3 năm về ở chung với nhau, vậy thì anh ấy có tật xấu gì nhiều không Cầm? Ảnh có điều là ảnh lúc mà đói á, thì ảnh rất là nóng tính, rất là hay quạo. Có một lần giống như là em đang đi chơi với bạn em, thì ảnh mới gọi cho em kêu là mua đồ ăn về cho ảnh với. Trên cái đường chạy về nó hơi lâu, thì ảnh gọi điện thoại 2-3 lần, ảnh hỏi làm gì mà chưa về nữa, lẹ đi đó, bụng quá đây nè. Về là gây lộn sùm luôn. Em nói ủa có miếng ăn thôi mà anh có cần phải nạt nộ lên như vậy không? Thì em rất là không thích ở điểm đó. Xấu tính đói có nhiều không? Xấu tính đói, xấu tính ngủ. Có những người ngủ xong chưa cộng vậy đó em. Tôi không có xấu một tính nào. Ngủ cũng vậy luôn á chị. Xấu tính ngủ luôn hả? Xấu tính ngủ, đang ngủ bất chấp là đừng có ai mà đụng tới tôi. Đụng vô một cái là quạo lên, khó chịu lắm. Mà khi tỉnh dậy thì không biết gì hết. Ủa nãy anh có nói về không? Ủa anh nhớ đâu đó, chắc anh mớ với em. Ủa mớ gì khôn vậy anh? Rồi còn tật xấu gì nữa? Anh địch mọi lúc mọi nơi. Một ngày địch 100 phát là chuyện bình thường nha chị. Đang chạy xe ngoài đường nè, đèn đỏ thắng cái ép là nhóm địch một cái bút vô mặt em liền, đỡ không kịp rồi. Thế thì mà người kế bên tại chạy kế bên người ta nghe luôn, đội trời ơi luôn. Thả bơ mọi lúc mọi nơi luôn, đó là chuyện bình thường mà nhiều khi phát cọc luôn chị. Lúc đó em sao Cầm? Trời ơi quýnh ác lắm anh ơi. Với em với lại mấy lần ăn đồ bổ á anh chùm luôn. Ăn đồ bổ về là cố tình, có bao nhiêu tinh túy là cho vợ hưởng hết. Lúc là hương vợ ở chỗ đó, người ta ngửi mùi nước hoa, còn em là ngửi mùi địch với mặt em khờ luôn. Khờ luôn, không thể nào mà lớn nổi luôn. Đúng ra là em đẹp hơn đó đúng không? Dạ. Bạn bè qua chơi địch một cái là vợ tôi địch đó, vợ tôi địch. Điếm lắm anh ơi, mỗi lần mà bạn bè qua chơi là chỉ qua được vợ tôi á, vợ tôi Ti là đừng có địch nữa nha anh Ti. Dạ, vậy hết rồi. Rồi giờ tới em đó Hùng. Nhây lắm. Cái nhây đầu tiên á, giống như là nhiều lúc em đang làm việc đi thì chị hay ăn xong á là chị sẽ không phải là chị như một cái tiếng bát, một tiếng chép vậy đó. Em đang nói là cái kề vào lỗ tai em. Lớn lắm. Những ngày đầu tiên á, đi gặp ăn uống mẹ em á, ăn uống xong cái tự nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Em thấy rồi em nói ra ngoài giữ kẻ. Xong lần sau ngồi trong bàn kèm không kịp làm cái mẹ em đang ăn, mẹ em hết hồn bất hồn lên. Mẹ em cũng nói đỡ là tiêu quá tốt, không sao con. Dạ. Còn một cái nữa là hay tẩy tới bầu chết cho em, thì hiểu kiểu là cứ ngồi ngoáy em thấy rồi nha, em cũng né rồi, xong rồi cái lát bắt đầu chay lên tay em, cứ tẩy tới bầu chết, tẩy tới bầu chết. cái chép bên người em, mà không phải riêng em nữa, mà bạn bè về nhà đều bị tẩy tế bào chết. Thì cũng đâu có, nói chung là cũng nghe qua nghe lại, nói chung là cũng đâu có dừa đâu. Dạ. Em thả thì bà tẩy đó. Dạ. Còn cái tập gì không? Say vô là không có nhường nhịn, giống như là em nói một thì sẽ cãi lại với em, giống như bây giờ mỗi lần nhậu say xong cái hay cãi lộn với em á, xong rồi sáng mai em nói á thì không nhớ. Lúc cãi với em á thì như một con sư tử vậy đó, cái sáng mai á như một con thỏ. Xong rồi có một hôm thì bạn bè của vợ em á mới quay lại trong cuộc lúc nhậu say đó, xong rồi để làm bằng chứng. Cái sáng mai cho xem thì vợ em mới là nói muốn đội quần luôn. Dạ. Mình không tưởng tượng được mình như vậy luôn. Dạ. Đó. Xong dạ, rồi sau những lần đó là bắt đầu tiết chế, tiết bên ngoài người ta đi á, người ta sẽ nói em là anh này anh gia trưởng nè, vợ này sẽ ăn hiếp vợ nè, không ok không có. Về là em bị ăn hiếp, cũng chút chút ăn hiếp thôi chứ không dám chút ăn hiếp thôi. Với là cái tật xấu nữa là hay mua sắm mà theo kiểu là như là bộ đồ đó đã mặc đi tiệc rồi thì có tiệc lại nữa thì sẽ không mặc lại bộ đó. Cái em mới nói là em ơi tiết chế lại đi, không được đâu. Xong những lần sau là không có nói em nữa là anh ơi em mua cái này, nhưng mà mua lén mua giấu. Mua sắm lắm. Bây giờ thì em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ em mong muốn vợ em thay đổi là bớt cằn nhằn lại, với lại tiết kiệm theo kiểu là về vấn đề mua đồ mới để đi tiệc thôi. Thế còn Cầm, em muốn bạn Hùng này thay đổi điều gì? Dạ em chỉ muốn một điều là khi mà ảnh đói thì ảnh phải suy nghĩ từ từ, bình tĩnh lại, bớt quạo lại thôi. Ví dụ như ảnh ăn cơm đến gần giờ đó thì mình chuẩn bị trước. Nó để thì tự động là ảnh sẽ triệt tiêu cái thói đó thôi. Thực ra là cặp của tụi em là quá dễ thương luôn. Bây giờ là muốn có con không vợ? Dạ muốn. Bây giờ bắt đầu là rất là muốn. Chị nhường sân khấu này lại cho em. Anh xin chúc cho Hùng với Cầm ha. Trong năm sau sẽ có được một em bé dễ thương, nếu là gái thì giống y đáng như mẹ, yêu đúng không, mạnh khỏe và hội tụ hết tất cả những gì tốt đẹp nhất của ba và mẹ của nó. Dạ cảm ơn chị. Nhớ có em bé cái là nhắn tin cho chương trình liền nghe. Linh lâm đô. Cảm ơn tụi em. Thì cái đó vắng nhau cả tuần bắt đầu thấy nhớ. Tới đêm 30 Tết á, em bóc điện thoại em gọi và đại mới tỏ tình thật sự, mất 3 tiếng đồng hồ. Ông hẻo nghiêm túc. Vì tin á nên ảnh lừa em á, là lớn hơn em 2 tuổi. Em tin. Rồi ảnh lừa em nữa là cây sả ở miền Tây là trèo được. Cây sả ở miền Tây là em tin hả? Dạ. Cây sả té đi em. Em biết cái tính á, cho nên em gạt dễ lắm. Trời ơi, cái này là tin quá nè, đúng không em? Tại vì em mới, hồi đó em mới ở chùa ra, em chưa tiếp xúc với ai, em chưa biết miền Tây là gì hết á. Trời ơi, cây sả mà trèo được. Em ở miền Trung vô, thì em nghe là miền Tây cũng là màu mỡ, cũng là trồng cây trái rất là sai. Nên ảnh nói là cây sả miền Trung của em là không xi nhê vậy đó. Cây trả miền Tây của anh là trèo được. Trèo té gãy giò luôn. Anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân. Chào em. Mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Em là Huỳnh Hoài Ân, năm nay 32 tuổi, hiện đang công tác tại công ty truyền cáp. Thế còn em? Dạ, em tên là Xuân Phương, năm nay em 33 tuổi. Hiện là nhân viên văn phòng. Em 33 tuổi. Dạ. Bạn này 32 tuổi. Dạ. Thề với em luôn, hồi nãy lên á, chị lại tưởng là bạn này á là đi dụ con nít đó. Nói thiệt luôn. Có đúng không quý vị khán giả? Dạ cảm ơn chị. Thì ra bây giờ mới lòi ra là bà chị mới dụ với em. Ôi trời ơi. Ôi sao mà bí quyết nào mà nhỏ xíu xíu vậy? Dạ kiến hạ được voi chị. Kiến hạ được voi đúng không? Dạ. Ân với Phương là gặp nhau và yêu nhau trong trường hợp nào? Em với ảnh có hai đứa em chung. Thì lúc đó em ở chùa, Phật tử trong chùa, hai đứa em nó thấy hai người độc thân, nó mới đem đi giới thiệu. Ủa em là Phật tử trong chùa là sao? Bạn đây là sống ở trong chùa làm Phật tử, tức là lo của sự trong chùa chứ chưa có gọi là xuất gia. Thì cái hôm đó là nói thật với anh chị là đang thất tình, chưa muốn là có quen với bạn gái làm gì. Thì em nói nè quá đi, thôi đi. Em cũng không có muốn đi, mấy đứa em nó cứ nói đi chơi thôi. Nó không nói gì hết, đến nơi thì mới biết là đi mai mối. Thì đến nơi nó nói trước là gặp một anh trưởng phòng cao to đẹp trai chưa vợ, nhưng mà đến khi gặp thất vọng lắm. Ôi sao kỳ vậy, cũng cao to đẹp trai mà. Dạ nhưng mà hồi đó không được như vậy đâu anh. Mà từ lúc lấy về em tút lại mới được về. Mang áo thì màu cháo lòng, quần thì lò xo, rồi dép thì muốn mòn luôn á hả? Nói sao vậy Ân? Dạ khúc đó thì em nói rồi cho đoạn nói thất tình, cho nên là cũng không có chăm chút gì, là không chăm chút gì hết á, chỉ là em đi làm xong rồi em về em nằm. Rồi nhưng mà gặp là thất vọng. Dạ, không thèm xin số điện thoại luôn anh. Rồi anh sao? Cũng vậy, anh cũng không thèm. Gặp không có gì để lại cho mình cái ấn tượng. Em mới nói với đứa em, nó nói sao giới thiệu cho anh hai kỳ vậy? Vậy thì đã không ấn tượng về nhau, cũng không xin số nhau thì làm sao biết nhau? Thì hai đứa em nó lại là làm tiếp một bước nữa là nó đưa số điện thoại hai bên. Hai đứa em nó cũng ly thiệt á. Dạ. Rồi nó bắt đó là chở về chùa giùm. Thì em cũng là chạy về gần 20-30 cây số vậy đó. Mà em không có nói gì hết, không có ấn tượng gì cả. Mục đích là trở về thôi. Mà em không màng nói luôn đúng không? Dạ không. Dạ. Vậy lý do gì mà hai người yêu nhau hay vậy? Dạ tại vì quen thời gian em thấy anh này nghiêm túc quá. Thì nghiêm túc quá là sao? Ảnh nghiêm túc lắm, ảnh đi chơi, ảnh nói chuyện vui vậy thôi chứ ảnh ít khi nào ảnh đề cập tới chuyện tình cảm, trai gái hay gì hết á. Ảnh nghiêm túc lắm. Thì em mới thấy là phải làm một cái gì đó. Thì em làm gì ạ? Và 4 tháng sau là hôm đó là em chở cái trên đường đi về. Thì thọt trong túi em một cái tờ giấy, nói với em á là về tới nhà đi, hãy mở ra thôi, mình cố gắng mình chở về tới bên nhà của đây rồi mình chạy thẳng về nhà mình xem. Thì về nhà thấy mở tờ giấy đọc làm bạn trai trong tuần. Đề nghị kiếm giả vậy đó. Đây là làm bạn trai trong tuần. Làm bạn trai trong tuần không? Tuần thôi, không có chấm than gì luôn. Em cực kỳ bất ngờ luôn. Thì sốc về cảm xúc đó. Em ngồi cả tiếng đồng hồ, ngồi suy nghĩ cái tờ giấy. Ông này nghiêm túc thiệt. Dạ, anh nghiêm túc lắm. Khoảng 2 ngày sau em bắt đầu em mới gọi điện thoại mà. Em cũng mới thử thăm dò thôi mà. Thử mình coi cái này là sao, có nhiều lúc mà mình giỡn với mình thì sao? Đồng ý á. Tôi đồng ý đó. Thì đồng ý thì làm bạn trai bạn gái thôi. Anh hỏi Phương nè. Dạ. Vậy thì tại sao em lại đề nghị cũng làm bạn trai không Tuần? Tại vì trong khoảng thời gian 4 tháng quen nhau thì em thấy ảnh là người nghiêm túc, rất là chín chắn, rất là nghe nhiều câu chuyện, là ảnh có hiếu. Em thích cái điều đó. Và trong một tuần hai bạn là tình nhân của nhau. Dạ. Thì điều gì đã xảy ra? Dân không, đó là gần Tết rồi. Bạn này người miền Trung. Thì Tết thì về miền Trung, còn em là người miền Tây nên về miền Tây. Thì cái đó vắng nhau cả tuần, bắt đầu thấy nhớ. Từ đêm 30 Tết á, em bóc điện thoại em gọi. Và đại mới tỏ tình thật sự, mất 3 tiếng đồng hồ. Ông này ông nghiêm túc. Có nghĩa là nói một câu nói của em là 2 năm đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, yêu nhau đến bao lâu thì tụi em mới cưới nhau? Dạ khoảng 2 năm sau. 2 năm, vậy thì trong cái giai đoạn từ lúc yêu nhau đến lúc ngày cưới thì có cái gì khó khăn cản trở? Cũng có cản trở chứ, là gia đình em là vùng miền. Thì em còn bà nội già, bà không đồng ý. Là cả gia đình không đồng ý luôn. Lý do sao là vùng miền, là bên đây bạn này miền Trung à? Dạ. Còn em là miền Nam, Tây nữa. Là muốn lấy vợ miền Tây gì? Dạ. Những cái người nào mà do bà hoặc là ba má chọn á thì mới được. Vậy thì hai bạn phải làm như thế nào để vượt qua? Em rất là buồn, nhưng mà em vẫn đợi thái độ của ảnh. Thì em nói rằng đây là thời điểm quyết định. Nếu ảnh tỏ rõ là một trụ cột cho em thì tốt, còn nếu không thì em sẽ phải xem xét lại. Thì lúc đó đúng là ảnh đứng ra, ảnh bảo vệ em và quyết định với gia đình là ảnh sẽ cưới em. Bây giờ hai bạn có con chưa? Dạ có 2 đứa con rồi. Có 2 cháu rồi hả? Dạ. Đó mà lấy nhau rồi á thì vỡ mộng về nhau không? Khác vùng miền nên khác tính tình, sở thích, suy nghĩ, tư tưởng, cái gì cũng khác. Ngay cả thói quen sinh hoạt cũng có khác khẩu không? Dạ khác khẩu luôn. Ảnh nghiêm túc mà ảnh có hay tính gàn lắm. Hồi yêu nhau là quy định là không được gọi điện thoại trong giờ làm việc, trừ cấp cứu với cháy nhà, vì bận làm việc. Không được hỏi những câu như ăn cơm chưa, ăn gì, ngon không. Đúng rồi. Dạ. Sớm không được. Rồi đi ra ngoài đường không được cầm tay, thiếu nghiêm túc. Cái hơi kỳ à. Ảnh nó vậy. Mà mấy cái đầu tôi ủng hộ, cái đó vụ cầm tay hơi kỳ. Dạ. Còn rồi, cái gàng gì nữa không? Ví dụ như lắp mấy cái mây lạnh, không cho lắp chị. Mà trời nóng thì em gào quá thì lắp, đồng ý. Nhưng mà phải suy nghĩ 1 tháng. Em nói vậy sau 1 tháng có đồng ý không? Có, nhưng mà phải 1 tháng. Trời ơi. Dạ. Là em thích lắp máy lạnh. Em để 1 tháng nào có quên hay không thôi. Nếu quên rồi đi luôn đi, khỏi lắp luôn. Cũng nhớ, thôi phải lắp thôi. Dễ gì. Khó lắm. Không xài máy lạnh thì có cho xài quạt không? Có sao cho xài quạt, nhưng mà quạt là chỉ đứng một chỗ thôi. Sao vậy? Nếu mà quay thì mấy sợi lông chân nó nhột. Đâu. Té được rồi đó em. Trời đất ơi, quạt quay mà lông chân nhột là té được rồi. Anh nói vậy đó. Anh còn vụ gì nữa không? Dạ, rất là con nít, xem chuyện chú Thồng á. Dạ, cứ ngồi coi mình. Dạ, vậy đó. Ở ngoài thì rất là nhìn rất là chỉnh chu, rồi cái tùng cái bắp. Vậy ra đường ăn mặc chắc lúc nào cũng chỉnh chu. Dạ đúng rồi anh. Bây giờ còn mặc cái đồ gì lò xo không? Dạ không, mà có cái là hoài cổ. Hoài cổ. Thứ nhất là về nhạc đó là dân hai tách mà cứ ngay cả lương cả cổ. Dạ. Chính vì vậy nên đồ là cũng cổ luôn. Dạ đó, đồ lò xo vậy đó chị. Không chịu bỏ. Dạ. Là đồ đó vẫn không bỏ. Không bỏ. Dạ. Bà có 10 năm mà cứ đem đi bỏ hoài. Mặc nó có 10 năm mà đòi dạ. bỏ hoài. Dạ đúng rồi đó chị. Rồi trong dạ. cái chuyện mà tối hai chồng gần gũi nhau có gàn không? Dạ cái đó thì không. Tưởng gàn nó chắc chết rồi, chắc bệnh rồi đó. Phải có nguyên tắc chứ. Bước 1 là sao, bước 2 là sao. Dạ dạ đúng rồi đó. Có không? Dạ có. Giống như xin máy lạnh là phải chờ 1 tháng đúng giá dạ, đúng rồi đúng. Cái này là đã bước 1 không được bước qua bước 2 nếu bước 1 chưa làm. Dạ. Có không? Có không? Dạ chị biết style của ảnh là kiểu nghiêm túc vậy đó. Dạ. Thôi trong chuyện vợ chồng mà nghiêm túc chắc thề lắm. Vui lắm em, đang dạ. đang chuẩn bị ra trận rồi cái đầu cái nghiêm túc á. Tôi đề nghị như thế này. Thế bây giờ anh hỏi ngược lại, em thấy vợ em có tính xấu không? Cái này thì em biết phải tính xấu hay không, nhưng mà đó là lao luyện bao đồng. Bao đồng là với ai? Những người xung quanh. Có một cái bữa đó là chở vợ đi chợ, trên cái đường đi rất là đông, trên đường vô chợ rất là đông, thì tự nhiên cái thấy cái một cái người phía trước bị té là tự nhiên nhảy xuống, em không thấy luôn, nhảy xuống chạy tới lo tùm lum rồi chạy đi mua thuốc đỏ chạy em lum, còn quần đồ mua chợ của em á quăng tứ lung tung á. Tại vì mua xong rồi cái buông ra cái quăng cái chạy thôi, nói ô có người té chạy theo rồi. Anh nghĩ nó không phải là bao đồng mà đó là cái tâm tốt đó, từ nhỏ rồi đã gửi vào cái phần này nữa là tin người. Tin người lắm. Cũng là đức tính mà từ nhỏ đến vô chùa rồi. Bây giờ còn tin người nữa không? Không còn. Giúp cho anh số điện thoại nha. Dạ, vì tin á nên ảnh lừa em á là lớn hơn em 2 tuổi. Em tin. Rồi ảnh lừa em nữa là cây sả ở miền Tây là trèo được. Cây xả ở dạ, cây xả em tính hả? Dạ. Trời ơi té đi em. Em biết cái tính á cho nên em gạt dễ lắm. Trời ơi cái này là tin quá nè, đúng không em? Tại vì em mới hồi đó em mới ở chùa ra, em chưa tiếp xúc với ai, em chưa biết miền Tây là gì hết á. Trời ơi cây xả mà trèo. Em ở miền Trung vô thì em nghe là miền Tây cũng là màu mỡ, cũng là trồng cây trái rất là sai. Nên ảnh nói là cây xả miền Trung của em là không xi nhê vậy đó. Cây xả miền Tây của anh là trèo được. Trèo té gãy giò luôn. Dạ. Rồi quay trở lại, bây giờ ngoài chuyện bao đồng ra mà thì còn cái tính xấu gì không? Nấu ăn thể lắm, cực tệ luôn á. Cái bữa nào á bà xã em xuống bếp nấu ăn á là bữa ăn đó có chuyện á. Em lo lắm không ạ? Một là cơm sống, hai là cơm nhão. Đồ ăn á thì nó mặn chịu không nổi luôn. Ủa sao vậy Phương? Tại vì ở nhà thì má lo á. Má nào? Má chồng? Dạ không, hồi em còn nhỏ thì má vô chùa thì xuống bếp làm, xin làm, thầy cũng không cho, thầy bắt lên văn phòng làm. Đi làm rồi ở một mình á, anh không có nấu, cái kỹ năng á nó thui chột đi. Rồi bây giờ anh mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Tại vì là bà xã em á là đi làm rất là xa, mà có một cái tính nữa đó là ham Facebook. Về nhà một cái là bật Facebook lên chơi. Thôi comment, bao nhiêu like. Rồi đâu có chơi với con, chỉ có em thôi. Cho nên á là đứa nhỏ của em sau này á nó đâu có thèm nhìn thẳng vô mặt mẹ nó đâu. Tại mẹ nó cứ nhìn vô máy. Đó thì cái ước muốn của em á là như vậy. Cái thứ hai nữa là cải thiện cái việc nấu ăn. Nhiều lúc em đi làm về em rất là mệt, mà lúc nào mà để mà lo cái việc đó chắc tim em nó vỡ luôn. Mình đói bụng mà lo là không biết bữa nay ăn cơm có ngon hay không. Mà em nấu được không? Em rất thích nấu ăn nên em nấu được. Thật ra cái bữa cơm do chính vợ mình nấu nó quan trọng lắm. Thật ra đó đôi lúc là bị tai nạn anh, chứ không phải là lúc nào em nấu cũng dở. Nó đang điều à. Em có thể cải thiện được không? Dạ được. Rồi dạ. Em mong muốn Ân thay đổi điều gì? Bớt đồ cổ đi thôi anh. Thứ hai nữa là biết ghen chút xíu. Cho dù em có diện đồ, em đi đâu hay là em như thế nào cũng không có ghen. Sao kỳ vậy ta? Tính của em để trong lòng, em không có thể hiện cái việc ghen tuông của mình ra nhiều. Không có cảm nhận được. Dạ. Chứ thật ra trong bụng ghen dữ. Ví dụ như em đi đâu mà có bạn trai gì đó quen cũ hay gì á là anh về anh phân tích ABCD vì sao anh không ghen, em vậy đó. Nói chung phân tích kết luận là anh không thèm ghen em chỉ trơn á. Chị thấy á, cuộc sống của tụi em á gọi là nó rất là chỉnh chu á, giống như là nó là một cái hình mẫu á, nó đâu ra đó. Dạ. Chị cảm nhận là như vậy, nhưng mà nó lại thiếu hẳn một cái là nó giống như là những cái gia vị ở bên cạnh á, thì nó sẽ tạo cho cái cuộc sống nó bị đơn điệu đi. Tại vì á tụi em chỉ gần 5 năm thôi. Tụi em phải xác định là sống với nhau cả đời nữa cơ. Thì ví dụ như là em á, cái nhu cầu của em không thích những cái sự lãng mạn, những cái mà nó hơi rườm rà không cần thiết trong cái chuyện tình cảm. Nhưng mà chị thì chị lại nghĩ rằng đó là những cái gia vị rất cần thiết trong cái cuộc sống vợ chồng. đó, mà em thì là em lại bắt đi cái nhu cầu đó, không cho vợ em được quyền gọi là bộc lộ cái, tức là thỏa mãn cái nhu cầu đó của mình á, thì nó hơi thiệt thòi cho vợ em quá. Bởi vì em không hình dung được đâu, nó là một cái cảm xúc không thể thiếu được. Em công nhận không? Yeah. Nếu như em được quyền hỏi chồng em là yeah. Anh ơi, anh ăn chưa? Yeah. Hôm nay anh có mệt không? Yeah. Hay làm việc nhiều có mệt không cưng? Ví dụ yeah. vậy, em thấy em sung sướng không? Yeah. Đúng không? Yeah. Nhưng mà nếu chồng em không cho em làm điều đó em buồn đúng không? Yeah. Ừ. Cứ mỗi lần mà muốn cầm điện thoại gọi điện cho ảnh nhớ chực lại, nhớ chực lại, dạ. Anh nói thôi anh đang làm việc. Thôi, không có rồi dạ, không có gọi, rồi gọi rồi phải là việc quan trọng mới gọi. Đó, ví dụ vậy, hoặc là cháy nhà với lại dạ, gì đúng đó, cấp cứu, là cấp cứu với cháy nhà mới được gọi. Thì đó, thì chị thấy trong vợ em có những cái đức tính rất là tốt, cái tin người là tốt, nhưng mà tin quá thì không nên, em dạ. phải biết lựa chọn đối tượng để mà tin. Dạ. Nhưng mà có cái mà theo em là cái bao đồng á, thì chị nghĩ rằng á, cái đó không phải là bao đồng đâu, cái đó là cái bản tính mà nếu em cứ để cho vợ em phát huy cái đó thì sau này con em sẽ hưởng hết những cái dạ. phúc mà vợ em tạo được. Dạ. Đó, thì bây giờ chị chỉ nói là trong cuộc sống vợ chồng em á, em nên có một chút những cái lãng mạn đi, nó sẽ rất là thú vị. Hôm nay á, là cũng là một sự bứt phá rất là lớn. Đó, đó là đi đúng. Đó thì chị yeah. không nghĩ rằng á, là với cái tính cách của em mà em lại chấp nhận mà đi đến tham gia với chương trình này đâu. Yeah. Nhưng mà khi mà em đã bứt phá một lần rồi thì em tiếp tục như vậy nữa đi, tại vì yeah. nó rất là thú vị. Xin cảm ơn hai em. Một nam chở một nữ đi, tại ban đêm, lúc đó 10 giờ 11 giờ rồi. Thì lại phân công em chở bạn này. Ừ. Lại vô ngay này là mình trong lòng là thấy là không ưa rồi, là ghét rồi. Cái là em tính là sắp chở đi chơi. Đó, sắp chở rồi bước tới cửa là phát hiện ra, nhớ lại giận quá giờ mới nhớ lại mình không biết đi xe. Mà giờ đi lên nhìn cái mặt người này thấy ghét quá, em quyết định kia tụi áo trốn. Đó, em nhớ là 11 giờ trưa đó, nó nắng dữ lắm. Ngồi hồi cái chịu hết nổi, đừng là quay qua quay lại cái làm lục cục cho chồng em thấy để kêu ra. Xong ngồi qua cũng không thấy kêu ra. Lúc đó em nghe lục đục thì dạ. em nghĩ là trong đó là cái gì? Ông em biết vậy mà không mình làm em nói kệ để thử coi chừng nào chui ra. Và bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ cặp vợ chồng tiếp theo. Chào hai bạn có giới thiệu cho mình. Dạ em là Nguyễn Thái Thông. Năm nay em 33 tuổi. Em 33 tuổi. Cái gì? 33 nữa hả? Dạ. 33 đó hả? Ngạc nhiên dạ. này qua ngạc nhiên khác vậy. Em quá trẻ so với số tuổi của em. Ừ. Em thì quê ở Tiền Giang. Ừ. Đây là bà xã em. Dạ em tên là Võ Thanh Trúc. Năm nay em 30 tuổi. Thì em là quê ở Đồng Nai. Tụi em cưới nhau đến nay là đã được 2 năm 3 tháng rồi. Trời ơi, cái giọng dễ thương gì đâu mà. Như vậy thì chị có thể đoán xem thử phải không nha? Dạ. Chắc là cái ấn tượng đầu tiên của em về vợ em là giọng nói đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Em có thể kể cho chị nghe cái ấn tượng đó lúc em gặp là ở đâu, tại chỗ nào, và khi mà em nghe được giọng nói này cái cảm xúc trong người em ra sao? Dạ em với bà xã em quen nhau mà tụi em sinh hoạt đội công tác xã hội thanh niên thành phố. Thì bạn này thì mới vô đội ngồi nói chuyện thì bắt đầu phát biểu ý kiến, thì em bên này em nghe, em mới nghe xong em mới quay qua em nhìn, thì em nói với mấy đứa trong nhóm á là ê bên kia con nhỏ mới giờ nó cái giọng nó éo ghê lắm mọi người. Là ấn tượng xấu. Ấn tượng xấu không phải là ấn tượng tốt. Đúng rồi, như nói sao em chỉ ngồi là em bàn luận thôi là tối nay chúng ta là sẽ đi đến Bến Thành trước đó, có như vậy thôi mà ấn tượng xấu rồi. Vậy à? Thật ra là ấn tượng đầu tiên của em về chồng em đó là cũng không có tốt. Tại vì hồi đó là nói nhiều ốm nhơm mà đem thui nữa, mà nói quá trời nói luôn. Cái em ngồi bên đây em nói dới quá là cái bạn trai bên đó mà sao mà cứ chưa thấy hình mà đã thấy tiếng lên trước rồi. Nói tiếng thế luôn đó, là bao sân luôn. Vậy là mình đoán sai lầm quá, tức là sai lầm rồi. Có nghĩa là hai bạn là đầu tiên ấn tượng là không ưa nhau. Đó. Đều có ấn tượng không có đẹp. Đúng vậy. Đúng không? Và không ưa tới mức nào ta? Dạ ghét lắm anh. Ghét. Dạ con ghét lắm, mà lúc mà chuẩn bị xuất quân đi á, thì đội trưởng mới ra phân công một nam chở một nữ đi, tại ban đêm, lúc đó 10 giờ 11 giờ rồi. Thì lại phân công em chở bạn này. Ừ. Lại vô ngay này là mình trong lòng là thấy là không ưa rồi, là ghét rồi. Đã như vậy còn gặp một cái chuyện là đi được một phút khi mà người ta cứ đi bong bong là hai đứa em lại bị thủng bánh xe. Vậy à? Thủng bánh xe xuống là bắt đầu là mình bị rớt lại rồi. Là vừa đẩy xe vừa lầm bầm. Mà cái bạn này vốn dĩ là đã quá ấn tượng với giọng của em rồi, mà thêm vào em lại lầm bầm nữa, nó chắc cũng vui lắm mà. Bạn này cũng không có vừa, cũng lầm bầm nói là em. Đó là tại bà mập quá mà xe tôi bị vậy. Tại vì thực chất là lúc đó em cũng mập hơn bạn này thiệt. Có cãi nhau nảy lửa không? Dạ không, cứ mạnh đứa nào đấy lầm bầm nói. Tại vì không có ghét nhau rồi, không có nói chuyện với nhau. Khi nào mà hết ghét nhau? Cái nhà em có tang sự, ông ngoại em mất thì em về quê lo tang sự cho ông. Ba ngày hôm sau thì em thấy bạn này với một anh nữa trong đội từ thành phố về Tiền Giang em. Rồi cái ngày hôm đó, cái cơ sự gì mà để cho tụi em có thể là bớt đi cái cảm giác là không ưa nhau? Thì lúc đó buồn mà mọi người ngủ nghỉ hết rồi thì em còn thức, bạn cũng còn thức, hai đứa mới ra ngoài đằng trước ngồi. Ở dưới quê thì trống trải rồi mà đứa nhìn trăng nhìn sao ngồi nói chuyện. Lúc đó thì bạn này cũng an ủi, thì em cũng đang tìm sự an ủi từ bạn bè. Rồi hai đứa ngã vào nhau đó. Em dựa hay là? Dạ lúc đó em vừa vô trước. Dựa vô trước. Dạ. Em dựa vô trước. Dạ. Cảm giác của em lúc đó là sao? Dựa vô rồi thì cái cảm giác như là hình như chắc là ông trời cũng đặt cái bờ vai này cho mình. Mỗi lần mà mình có đi đâu về thì chắc bờ vai này là chỗ điểm tựa cho mình. Trời ơi, tình yêu á, phải từng bước. Đó, bây giờ muốn nghe cái bước tiếp theo đó, cái bước tiếp theo của bạn. Rồi sau một thời gian đó bắt đầu tụi em mới bắt đầu tiến tới xin phép gia đình. Hai đứa em quyết định là đám cưới với nhau. Rồi sống với nhau chừng đó năm rồi á thì thấy là cái tình cảm đối với nhau cho tới giờ phút này thì như thế nào? Có giống như hồi mới yêu nhau không? Cuộc sống thì bắt đầu có nhiều cái nó xảy ra. Thay đổi đó. Dạ thay đổi. Mới cưới nhau về là nhìn nhận sự việc là đã cãi nhau rồi. Bà xã em lại có cái tập cãi nhau là chui vô cái tủ áo ngồi. Dạ số lại vậy, tại vì hôm đó là lần đầu giận, cãi nhau dữ rồi. Cái là em tính là xách giỏ đi chơi. Đó, xách giỏ bước tới cửa rồi phát hiện ra, nhớ lại, giận quá giờ mới nhớ lại mình không có biết đi xe. Mà giờ đi lên nhìn cái mặt người này thấy ghét quá nên quyết định chui vô tủ áo trốn. Đó em nhớ là 11 giờ trưa đó, nó nắng dữ lắm. Ngồi hồi cái chịu hết nổi rồi bắt đầu quay qua quay lại cái làm lục cục cho chồng em thấy để kêu ra. Sao ngồi quá cũng không thấy kêu ra. Lúc đó em nghe lục đục thì dạ. em nghĩ là trong đó là cái gì? Ông em biết vậy mà hết trâu. Em nói kệ để thử coi chừng nào chui ra. Cũng ác lắm nè. Dạ ác. Tiếng hồi em nấu hết, em nói em tự chui ra. Bây giờ còn có vụ đó nữa không? Dạ thì bây giờ giận quá thì thôi chui vô đó ngồi tí là tự chui ra nữa. Vậy hả? Không lần nào kêu luôn? Dạ không, tại cũng quen rồi. Mà tính em thì lại mau quên nữa. Nên là em chui ra hồi là nói chuyện lại. Hai đứa em lấy nhau về rồi á, quen nhau bao lâu? Dạ hơn 8 năm. Trời ơi. Quen nhau 8 năm. Vậy tình yêu này quá lâu dài rồi. Trời ơi. Nhưng mà có khi nào mà yêu nhau 8 năm nhưng mà về vẫn còn ngộ ra, phát hiện ra những cái điều mà lúc yêu không hề biết không? Dạ đúng rồi, nó nhiều lắm. Chẳng hạn như là bạn chồng em, bạn Thông nè, nói là đi về là mỗi lần mà cứ nhậu xỉn về là nói chuyện cũng hơi lớn tiếng. Rồi sau đó là nằm xuống cái là tưởng ngủ rồi mà không ngủ, cứ đầu nhẹ nhẹ ra hát đi, hỏi hát gì hát đi mới ngủ. Thì là sau đó em hát rồi mới chịu ngủ. Mà em hát nhiều khi em buồn ngủ quá em ngủ luôn, quay qua đập hát tiếp đi tại bên đây chưa ngủ. Em thường đi nhậu về có là nằm á là em ơi để này à, cái vợ nói là biết rồi ngủ đi, không dạ, hát thì mới ngủ à. Cái hỏi về hát gì, cái nhiều khi thì em kêu hát nhạc trẻ hay là nhạc dân ca cái bài gì đó, lúc đó tự nhớ gì là kêu hát cái đó thôi. Kêu hát thử coi. Em nhớ có lần đầu về thì em ghét quá, tại em chưa quen mà. Em ghét kêu em hát cái gì, kêu em hát hãy nín nín đi con. Trời công nhận hay thiệt nha. Chị đang tính nói chứ mai mốt em cứ xài nguyên cái bài đó đó. Gió mùa thu. Dạ đúng rồi. Nhưng mà đâu có chịu. Đâu có chịu đâu. Vậy là đâu có xỉn đâu. Vậy là làm bộ để mà bắt em hát thôi đó. Chứ còn xỉn là biết cái gì, mình hát cái gì là phải nghe cái đó. Còn đây là còn chọn bài. Dạ chọn bài hát theo yêu cầu mà. Đó bây giờ chọn thử bài đi. Như là hát Dạ cổ Hoài Lan kìa mới chịu ngủ nha. Là em hát vợ em hát cái bài đó nhất hả? Dạ. Mời em. Tư là tư phú tương, bao kiêu mà sắc phong lên đàn, dạo ra luôn trong muốn ngủ rồi đó. Chà năm canh mưa ngàn. Rồi ngủ rồi đó. Tôi là vợ ru chồng. Tụi ghê chị đó nha. Không, cũng hay chứ bộ chị. Trời ơi lớn vậy rồi mà cũng còn nhõng nhẽo đó là sao? Vậy mới thấm thiết chị. Vậy hả? Em nói vừa nhõng nhẽo mà cũng vừa bà Tám nữa. Vậy bà Tám à? Ông chồng này bà Tám hả? Dạ, khi mà cưới về là mới phát hiện là cũng bà Tám dữ lắm. Tức là khi mà hồi đó là trong nhà em á, là em cũng thuộc dạng nói nhiều, nhưng mà sau khi lấy bạn Thông về là biết là bạn Thông còn nói nhiều hơn. Chị phụng địch thủ của mình luôn. Dạ, nhà em có chuyện gì á, nhiều khi đi làm thì không biết chứ bạn Thông biết hết. Không những biết trong nhà mà biết cả ngoài sớm luôn. Đang ăn cơm mà nghe cái gì mà rào 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 ngoài là buông chén phi thẳng ra đó luôn. Xong bỏ dầu về em chỉ việc ngồi ăn tiếp thôi. Là mình biết hết mọi chuyện đó. Dạ đúng rồi. Tại vì ngày trước là mình là người chạy ra tự đi tìm hiểu, chạy ra săn tin. Còn bây giờ có ông chồng săn tin rồi về báo lại. Quá tâm đầu ý hợp rồi còn gì nữa. Khi nhiều khi hàng xóm không biết em nhưng mà biết bạn Thông. Vậy thì em muốn chồng em phải sửa đổi những cái gì sau khi cưới? Dạ thì chồng em thì khéo tay với lại tỉ mỉ lắm, nên nhiều cái việc em làm chồng không có thích. Tại vì em thì hậu đậu quá, với lại lề mề. Là những cái điều mà Trúc nói là em thấy đúng không? Dạ đúng vậy. Và em có muốn Trúc thay đổi không? Dạ thì em lúc nào muốn cho vợ em làm cái gì phải cho nó nhanh lẹ lên. Nhưng mà bây giờ người ta nói là ở trong gia đình nó được vợ mất chồng, được chồng mất vợ, vợ mà lanh á thì chồng phải khờ. Còn giờ chồng lanh quá rồi vợ cũng lanh nữa, thiên hạ ta chết hết thì sao? Em nhằn nhằn hoài cũng đâu có được gì đâu, cũng không có sửa, không thay đổi gì hết, cũng không có thay đổi đâu. Bây giờ về cưới nhau về rồi mới biết chậm thiệt là chậm. Nhiều cái cố tình hơn. Dạ nhưng mà cái đó người ta nói cũng hay, chậm mà chắc. Đúng rồi. Thôi thì chị nghĩ rằng á, Trúc đã chấp nhận một cái nửa kia của mình với những gì mà Thông đang có, đúng không? Trúc đâu có bắt em phải là bỏ cái bà Tám đi hay là thế này thế nọ thế kia đâu, đúng không? Thì theo chị, Thông cũng chấp nhận cái gì mà người bạn đời của em đang có. Bởi vì cái mà cổ nói rất có lý, chậm mà chắc, đúng không? Thì đương nhiên cái bản chất phụ nữ là như vậy rồi. Chương trình cảm ơn tụi em. Xin cảm ơn em. Em gặp một cái anh phụ trách đẹp trai, dễ thương, trắng trẻo là tự nhiên có cảm giác cảm tình ngay từ lúc đó luôn. Em học lớp mấy? Dạ lúc đó thì chắc cũng khoảng lớp 4, lớp 5 gì đó. Trời ơi. Hả? Lớp 4, lớp 5 vậy là gọi bằng anh hay bằng chú? Dạ lúc đó thì gọi bằng anh hết. Em nhậu mà đạt tới một cái cảnh giới gọi là xỉn không biết gì. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Xin mời các bạn. Mời các bạn. Cặp vợ chồng rất là đẹp đôi phải không chị? Cô dâu rất xinh. Chú rể sang trọng, lịch lãm. Hai bạn giới thiệu cho mình. Mình là Nguyễn Trung Dũng, 35 tuổi, hiện nay mình đang là cán bộ công chức. Em tên là Dương Đức Tuyền, hiện nay thì em đang là sinh viên và chỉ mới có 23 tuổi thôi. 23, 35, 23, trên lệch chỉ có 12. Có một con giáp hả? Vậy là hai bạn quen nhau trong trường hợp nào ta? Tại vì chinh nhau nhiều quá mà, đâu có cái môi trường nào chung đâu mà sao mà quen hay vậy? Cái trường hợp mà để mà em gặp được ông xã em bây giờ á, đó em chỉ mới là một cô bé tiểu học thôi. Hả? Cái gì? Tiểu học. Biết chồng em từ lúc em còn đang học tiểu học. Dạ lúc đó thì em thì rất là hay đi sinh hoạt thiếu nhi. Và rồi em gặp một cái anh phụ trách đẹp trai, dễ thương, trắng trẻo là tự nhiên có cảm giác cảm tình ngay từ lúc đó luôn. Em học lớp mấy? Dạ lúc đó thì chắc cũng khoảng lớp 4, lớp 5 gì đó. Trời ơi. Hả? Lớp 4, lớp 5 vậy là gọi bằng anh hay bằng chú? Dạ lúc đó thì gọi bằng anh hết. Gặp từ hôm đó thôi thì khoảng một thời gian khá lâu. Lúc mà em gặp lại anh thì lúc đó là em học sinh viên năm nhất rồi. Nhưng mà nè, anh Dũng này, lúc đó thì anh có để ý gì đến vợ của anh chưa? Chị là để ý ấn tượng đầu tiên của cô bé là hát văn nghệ hay và dễ thương thôi. 6 năm gặp lại thì có ấn tượng gì không? Trong một cái dịp gặp lại thì là mới thấy, bắt gặp ngay cô ấy thì mình đã nhận ra ngay được là đây đúng là cô bé xưa. Mình ấn tượng thì nhìn là rất là dễ thương và rất là đẹp. Khi mà em gặp lại anh Dũng thì là cái ấn tượng gì? Có khác không? Dạ phải nói là khác hoàn toàn. Bụng anh bự hơn hồi trước rất nhiều. Các anh chị trên phường kêu là anh Dũng bụng bự, anh Dũng bụng bự và da anh đen hơn. Vậy thì gặp nhau như vậy, ai sẽ là người chủ động tỏ tình? Em là người chủ động hầu hết trong tất cả mọi chuyện. Vậy à, đâu đâu kể với anh là ổng Dũng quá vậy cưng. Lúc đó em cũng hỏi thăm anh, chủ động xin số điện thoại luôn. Bữa đó thì trường em có tổ chức hội thi văn nghệ. Em rất là muốn anh chở em đi và phải nhắn tin năn nỉ lắm mà là mới chịu đi. Lý do gì sao mà không dám vậy? Cái tuổi tác chênh lệch cũng hơi khó xử, sợ nhiều khi rồi bạn bè rồi bà con xung quanh nói mình đi dụ con nít nữa. Lúc mà anh chở em lên trường, tụi bạn vừa thấy thôi là cứ kêu lại hỏi: ủa Tuyền, Tuyền ai vậy, ai vậy? Em chưa kịp trả lời gì hết thì anh đã vội đính chính là anh họ. Xong rồi em cũng cười, em cũng nói không phải. Rồi anh lại tiếp tục mà nói là chú họ. Rồi đến khi nào thì hai bạn mới chính thức quen nhau? Anh cũng không có động tĩnh gì hết. Thì lúc đó em mới bực rồi. Nói chung là em ra tay luôn. Thì em mới hỏi anh một câu là: anh ơi, em muốn suy nghĩ đến chuyện chín chắn và lâu dài với anh, thì anh nghĩ sao? Phải đợi khoảng mấy tiếng đồng hồ anh mới trả lời lại là: em có sợ anh quá lão so với em hay không? Bây giờ thanh niên đàn ông người ta thường 40 người ta lấy cũng có nữa hả? Bạn 35, tôi 36 mà thấy tôi trẻ hả bạn? Đúng không? Mới lấy vợ đây nè. Thì Dũng trả lời như thế nào? Đấu tranh tư tưởng dữ lắm. Rồi cuối cùng thì khi cô ấy trả lời đồng ý thì mình đã quyết định là hai đứa quen nhau. Quen nhau là hai người tự biết hay là có đến đặt vấn đề thẳng với gia đình không? Dạ, vì tụi em quen nhau thì cũng chỉ khoảng 4-5 tháng thôi là đề cập đến vấn đề cưới nhau luôn. Nhưng mà lý do gì mà em phải lấy sớm dữ vậy? Khi đó thì tuổi tác cũng đã lớn, tức là 33 rồi. Mà đợi đến lúc cô ấy học xong đại học thì cũng là 4 năm, cũng gần 40. Mà khi đó mà nghe nói là 35, đàn ông 35 chắc yếu đi cho nên là phải lo, phải không? Lo cưới trước. Ai người nào nói qua 35 yếu đi, em cũng biết 6 mà thấy cũng nghe vậy đó, em cũng biết sao đó, nhưng mà tới giờ thì cũng gần mé 35 thấy cũng còn tốt. Được, còn được. Không, cái chuyện này thì tôi với bạn sẽ gặp nhau ngoài bàn nhậu sẽ nói chuyện hơn. Vậy thì anh hỏi là sau khi mà hai người lấy nhau về thì có những cái điều gì ở ông chồng này khiến em bất ngờ? Em cũng hay rất là bực là anh ấy không có bao giờ chịu nghe ý kiến của em hết. Cứ hỏi em, hỏi rất là tất tần tật. Hỏi em ơi, cái này sao, nhưng mà khi mà em đưa ra ý kiến như vậy rồi thì anh cũng làm theo ý mình. Tại em con nít mà, trong mắt của ảnh em chỉ là một đứa con nít thôi. Bây giờ còn đang đi học mà. Mà em nó có những cái chuyện rất là đơn giản thì vì em nói ra là vì em đã có kinh nghiệm trong chuyện đó rồi. Em chắc chắn gì? Em nói ví dụ chuyện nhỏ là chuyện pha sữa cho con thôi. Em nói thôi anh pha sữa đi. Nó em ơi giờ pha 80 hay là 120 ml đây. Cái em nói thôi con mới ăn á, thôi anh cho uống 80 thôi, uống nhiều quá là coi chừng nó ọc hết luôn á. Thì nó thôi giờ pha 120 đi. Đó. Nghĩa là làm cho lợi gan hả? Cuối cùng là con có bị ọc sữa không? Thì con bú đâu hết 120, con cũng bú khoảng nửa bình đó thôi. Đúng rồi, con khoảng 60 đến 80. Con bú 60, còn lại ổng bú. Đúng rồi. Còn Dũng có cái phát hiện gì với vợ mình không? Khi mà quen cổ thì cổ rất là hiền lành, dễ thương mà, dễ thương lắm. Nhưng mà khi mà lấy về rồi mới biết cô dữ quá. Dữ quá. Người gì mà dữ hả? Dữ quá. Có tên đâu mọi người? Dữ, rất dữ. Mà cái thứ hai là hay nhai nữa. Cái việc cứ hay nói đi nói lại cái chuyện đó rồi là cằn nhằn rồi nhai tới nhai lui. Đặc biệt có cái là cũng hay rất thích hay hành hạ chồng. Trời, hành hạ sao? Có giống như là cái cô dâu hồi nãy không, đạp ông chồng á? Dạ không, em dễ thương lắm anh. Mỗi lần á mà ảnh nhậu về dựng xe đó là lăn lên giường ngủ, không thay đồ tắm rửa, không cần quan tâm đến mọi chuyện xung quanh như thế nào. Thì em bực mà, em đâu có chịu đâu. Thế là em bắt ngồi dậy đi giặt đồ cho con. Sau đó thì rửa chén hoặc là bật nhạc lên, bắt đứng nhảy. Khi bắt dậy tập thể dục quơ tay quơ chân nữa. Trời ơi, tức là hành hạ trí thức đó em. Còn có bắt làm gì khác nữa không? Bình thường làm cái đó là mệt rồi, nhậu vô làm mệt hơn cái gì. Vì chẳng thà đạp một cái rồi để ngủ khỏe đó, bởi vì mỗi người mỗi phương pháp á. Tuổi thiệt, tôi mà nhậu vợ tôi bắt tôi làm gì chắc có lẽ là chắc tôi bỏ tôi đi. Mà Dũng có thấy là cái phương pháp đó Dũng sợ? Sợ thiệt đúng không? Khủng khiếp lắm luôn á. Theo chị thì chị thấy rằng á là chồng em là quá là hoàn hảo. Thì cảm giác như vậy, vậy giờ em còn mong muốn anh thay đổi cái gì nữa không? Thì em chỉ mong anh chịu nghe ý kiến của em. Hoặc là ví dụ như ý kiến của em không hợp lý, anh có thể chia sẻ. Và đừng có em nói xong rồi anh lại làm theo ý anh, làm cho em có một cảm giác không được tôn trọng. Em không thích như vậy. Còn một chuyện nữa là ngoài chuyện nhậu thì rất là yêu bạn. Khi mà bạn mà gọi nhắn tin một chút thôi, cà phê nha, cà phê không, hoặc là nghe được cái câu là ngồi đấy đi, chút tao ra, chút tao ra, là biết là em biết bạn là đang ăn cơm, đang làm việc, là một chút cũng phải ghé ra cho bằng được. Nghĩa là rất thương bạn đúng không? Tôi thấy như vậy nè, ở đây á, hai bạn có một cái mà có thể là hai bạn người chưa thực sự hiểu nhau. Tại sao vợ em hay cằn nhằn? Bởi vì chị nghĩ như vậy, đó là cách hành xử của một em bé đối với một người lớn. Tức là một đứa nít với người lớn là vì sao? Thấy người lớn không quan tâm tới mình nhiều, cho nên bây giờ cố vậy đó để mà người lớn dành cho mình cái thời gian nhiều hơn. Ngược lại á, thì hai cái điều em mong mỏi nè, là cái điều thứ nhất á, chịu lắng nghe, thì cái đó anh phải nghe lời. Tức là anh phải sửa cái điều đó, anh phải lắng nghe vợ anh và anh phải thấy rằng vợ anh cái nào là đúng, cái nào là chưa đúng. Khi chưa đúng anh sẽ góp ý làm sao để cho cổ đúng, để chi ra đời của tự tin. Sau này cổ học xong cổ còn đi làm nữa. Nhưng còn cái vế thứ hai về bạn bè thì em không nên để chồng em mất đi cái bản tính đó. Anh ấy xuất thân từ làm cán bộ đoàn, thì thường những cán bộ đoàn họ rất là hòa đồng và họ tạo cho người khác một cái cảm mến. Chính vì cái tánh đó của ảnh mà em yêu ảnh từ hồi tiểu học. Đó là một cái tánh rất là tốt. Chỉ có điều là hợp lý về thời gian, dành cho vợ con nhiều hơn, đúng không? Và khi em đã hiểu ra rồi, chắc chắn là hai bạn đều sửa được, đúng không nè? Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ, xin chúc các bạn. Hơi mỏi tay thì em nghĩ thả tay xuống. Thả tay xuống vô tình chạm vô đùi của cô ấy. Nhưng mà lúc đó em không có nghĩ là vô tình. Tự nhiên cái đang ngồi vậy nè, tự nhiên cái chảy bàn tay hạ xuống đây. Cái sau rồi em mới nghĩ bụng, trời, ông này không biết ông có ý gì không ta, phải có cái ý gì thì mới làm như vậy. Nuôi mà vợ mà đẻ cực đuối lắm, nên từ từ đó, không cho xanh rồi cứ mê cá thôi. Rồi nhiều lúc em bực là em quát đó, lúc nào cũng cá. Con vợ thì không cho đẻ mà lúc nào cũng cá hết trơn á. Hãy dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Cô dâu giống như là một nàng bạch tuyết đi bên cạnh một chàng hoàng tử. Hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Anh Tuấn, nhân viên bảo trì điện ở siêu thị. Năm nay em 32 tuổi. Dạ em tên là Lê Thị Thu Trâm, năm nay em 25 tuổi, thì em làm nhân viên tư vấn bán hàng. Đúng trăm TT hết tình tiền. Chắc lẽ là em đi siêu thị gặp anh này, ảnh sửa điện rồi hai người quen nhau đúng không? Dạ không, em với ảnh là hai người làm chung trong siêu thị hết. Em làm nhân viên bán hàng, còn ảnh thì làm bảo trì điện. Chỉ gặp mặt biết mặt thôi nhưng mà không có nói chuyện. Thì trong một cái dịp mà ảnh tạo một cái ấn tượng cực kỳ xấu đối với em luôn. Thì em nhớ rất là rõ là cái hôm đó đó là em đang đi chung với một cái người bạn của em. Thì anh này nè, ảnh mới gọi em ơi, tới đây anh hỏi chuyện tí nè. Thì mình cũng tới mình nói chuyện với anh. Thì anh mới hỏi là em có phải là đi chân thấp chân cao không? Thì lúc đó tự nhiên em chân hững luôn à. Thì tự nhiên cái gọi chưa biết gì hết, gọi lại hỏi vậy làm cho em á rất là bực bội trong người. Cái là chửi xong rồi bỏ đi luôn, không có nói chuyện. Từ lúc đó đi là rất là ghét anh, ghét lắm. Tính em á thì thẳng tính, thì thấy sao thắc mắc sao hỏi vậy. Thì cổ đi qua với cô bạn thì em thấy đi như đi học khiển sao á, thì em mới kêu là hỏi gì đó, rồi cái không nói gì, chửi té tát thì mặt em luôn. Không nghĩ là nhẹ chứ té tát gì đâu. Dạ. Đến khi nào em mới chính thức để ý? Thì cho tới một lần á, thì khi mà ở trên thành phố thì em làm thì công việc nó không có được suôn sẻ như ý mình, rồi mất tiền mất đồ là do ở trọ xui lắm. Thì mới nói với bạn là thôi ngày mai tao đi về quê, tao không ở đây nữa đâu. Thì bạn mới nói chứ vậy thôi tao dẫn mày đi ăn hột lộn cho mày xả xui nha. Xong mới nói chứ tao rủ anh Tuấn đi nữa. Thì em cũng đồng ý đi luôn, mặc dù là ghét nhưng mà vẫn đi. Dạ. Đi ăn cho bỏ ghét luôn. Các bạn quen nhau trong trường hợp nào? Thì sau cái bữa ăn đó thì cái cũng đi về. Cái trên đường về thì cũng có xảy ra sự cố nho nhỏ, nó vô tình thôi. Thì chạy khi mà em chở thì hơi mỏi tay thì em cứ thả tay xuống. Thả tay xuống vô tình chạm vô đùi của cô ấy. Nhưng mà lúc đó em không có nghĩ là vô tình. Tự nhiên cái đang ngồi vậy nè, tự nhiên cái chảy bàn tay hạ xuống đây. Cái sau rồi em mới nghĩ bụng, trời, ông này không biết ổng có ý gì không ta, phải có cái ý gì thì mới làm như vậy. Mà xong trong tâm em là nó cái tay nó rất là vô tình, là cái tay nó vô tình. Anh Thuận ơi, cô ấy cũng đi im. Đi im là thấy thích này, thấy không có phản ứng gì, thôi cũng để im luôn. Là em thấy vậy em cũng để im luôn. Cho cứ vậy là chạy tới nhà, thì tới nhà cái xong ảnh nói chứ Em ơi, em có muốn đi thêm một vòng nữa không? Mà lúc đó là gần 12 giờ khuya rồi. Còn rủ đi thêm một vòng nữa thì em cũng nghĩ bụng, nói ông này chắc phải có cái vấn đề gì nè. Nhưng mà em không có đồng ý. Tại vì ngày mai là mình về quê rồi. Rồi ngồi nói chuyện thì cuối cùng mình cũng không còn gì để nói. Em mới bày trò để hai đứa chơi chứ giờ ngồi không biết nó làm gì. Cái bày trò đó hai đứa chơi cái bài trò gì không? Rủ chơi đánh bài. Dạ chứ tưởng rủ chơi banh đũa là bài trò chơi đánh bài. Dạ bài ăn hung hả? Đúng rồi rủ đánh bài ăn hung. Vậy là giờ chị hiểu rồi, chiêu của tụi em có nhiêu đó. Vậy mà có hiệu quả chị. Hiệu quả cuối cùng có hung được cái nào không? Dạ, cũng may thắng được một ván. Cũng được hôn. Hùng cái hùng ở đâu? Hùng má, hùng gò má. Hai đứa hùng nhau thì bắt đầu chính thức quen nhau. Rồi sau cái vụ hung gò má đó thì bao lâu rồi lấy luôn? Thì khoảng 2 năm thì kết hôn. Dạ, 2 năm thì kết hôn. Dạ, hai người có con chưa? Dạ chưa. Đây là cái điều mà em rất là muốn nói trong cái chương trình này. Gì à? Nói đi em, nói đi. Là khi mà cưới về thì ngay cái ngày đầu tiên cưới luôn, em có nói vậy nè: anh ơi, khi nào mình có em bé thì anh mới nói là 2-3 năm nữa đi em. Thì em mới nói giờ kinh tế chưa ổn định thì mà 2-3 năm nữa mình có thì cũng không có sao hết. Cái bây giờ hiện tại là 2 năm 8 tháng rồi, em vẫn hỏi lại câu đó, vẫn trả lời là 2-3 năm nữa đi em. Là thêm 2-3 năm nữa là không có chịu sinh. Thì tại đi nó cũng mấy đứa bạn đi chơi với nhau á, thì thấy mấy đứa cũng có con có em bé, em thấy Trâm thấy cực quá, nói thôi giờ còn trẻ thôi, thoải mái ăn chơi thoải mái thời gian nữa đi rồi có con rồi. Có phải đó là nguyên nhân không? Nhưng mà đôi khi chồng em không có hiểu một cái số vấn đề về em, giống như là em đi làm nè, rất là áp lực về cái chuyện đó. Thì ai gặp cũng hỏi Trâm ơi, Trâm mày lấy hả mấy năm trời mày không có, mày biết luôn cho mày coi đó. Thì làm cho mình cũng buồn chứ. Về mình nói chồng mình ơi từ thôi, sức đầu em nghe người ta nói ăn chi chứ mệt. Cứ giống như mình chơi cho đã đi. Nhưng mà ngộ lắm, chồng em vậy nè, không cho vợ đẻ mà cho cá đẻ. Ủa là sao? Cá kiển á. Chồng em rất là thích mê cá kiển, bỏ 50-60 ngàn ra mua 2-3 con cá kiển về, cái xong rồi hả ép cho đẻ, bắt em tới coi con cá nó nằm như vậy là đẻ đó em. Ép cá đẻ mà không ép vợ đẻ. Dạ đúng rồi. Chắc có lẽ là ổng thấy con cá nó đẻ cho nên ổng sợ vợ ổng đẻ như cá bây giờ không. Nuôi cho cá đẻ là có cái mà chơi, có cái mà tiêu khiển xả chết. Nuôi mà vợ mà đẻ cực đuối lắm nên từ đó, không cho sanh rồi cứ mê cá thôi. Rồi nhiều lúc em bực là em quát đó, lúc nào cũng cá, con vợ thì không cho đẻ mà lúc nào cũng cá hết trơn á. Em rất là bực trong những cái chuyện đó. Ngoài cái vấn đề là mê cá như là mê ép cá đó thì chồng em còn mê gì nữa không? Có mê gái. Ai cũng mê gái chứ. Dạ không, mà em không biết là những người chồng khác như thế nào nha, nhưng mà chồng em đặc biệt luôn mê gái. Đàn ông thì ai cũng mê gái mà. Khẳng định là mê gái đặc biệt là phải dữ lắm ạ. Là sao? Chị biết sao em nói vậy không? Là khi mà em lên trên cơ quan ảnh chơi thì có cái chị đó, chị đang mang thai thì chị mới nói là em ơi Tuấn á, em trên siêu thị á, già trẻ lớn bé bầu bì nó bao hết, không chừa một ai hết trơn á, em nói với em vậy. Rồi có một lần em cũng lên đó chơi thì gặp một cái bạn gái đó thì đang đứng trong quầy hàng á, thì mới dẫn em lại giới thiệu giới thiệu với em nha, đây là vợ của anh, còn giới thiệu với vợ đây là bạn gái của anh. Trời ơi em nói hả, trong lòng lúc đó tức muốn điên luôn đó, mà không làm gì được ổng. Là giới thiệu cho vui thôi chứ giờ nếu bạn gái thiệt em đâu có dám giới thiệu vậy anh Thuận. Đúng rồi, giới thiệu cho vui chứ cũng vui thôi, ý gì hết. Nói chung là ý Tuấn là vui thôi, nhưng mà vợ Tuấn không thấy vui. Dạ đúng rồi. Thật xấu của em là hay như là mê gái, bây giờ thích bao la thôi với các cô gái. Vậy thì thật xấu của vợ em là gì? Vợ em có tính cứ sai vặt chồng. Ví dụ như thời gian mà em rảnh á thì em chăm cá, ngồi cho cá ăn, hay là rảnh nữa thì đọc báo, cằn nhằn léo nhéo, anh ơi phụ em quét nhà, anh ơi phụ em phơi đồ, anh ơi đổ rác đó. Có cứ công việc thì có nhiêu đó thôi mà cứ ngày nào cũng léo nhéo. Nói chung mà thấy em mà ngồi mà rảnh á là phải kêu bắt làm cái này làm cái kia cho bằng được. Chứ có cái nữa là hay vòi tiền. Hay vòi tiền rồi hả? Hay moi tiền của em. Hai vợ chồng thỏa thuận lúc đầu rồi, tháng lương của em thì sẽ cho cô ấy một nửa để lo cho chuyện gia đình, còn một nửa thì em xài riêng. Những lúc bạn bè cà phê cà pháo vậy đó nhưng mà tìm mọi cách để moi vô bằng hết cho bằng được. Không mà em á, em moi nhưng mà em không có mua đâu, mặc dù em xin mua đồ, mua quần áo ngoài kia nhưng mà em không có mua. Em chỉ thấy chỉ sợ là trong bóp chồng em á là đôi khi có nhiều tiền quá cái xong bắt đầu mình tiêu xài phung phí, rồi mình bạn bè rồi mình nhậu nhẹt phung phí thôi. Em đó, em chỉ muốn tiết kiệm cho hai vợ chồng thôi. Mà đặc biệt cái cô ấy nuôi heo á mà lấy tiền em bỏ heo không à. Cứ xin em á, anh ơi cho em tiền lẻ em bỏ ống heo. Nói không anh không có tiền lẻ, rồi tự động lại lấy tiền chẳng bỏ luôn. Với lại nữa hay kiểm tra điện thoại. Đi làm về mà để điện thoại xuống đó là canh lại bóc coi cái số nào mà lạ ha là hỏi cho bằng được, hỏi ở số này của ai, hỏi tới hỏi mà phải em nói ra ở người đó vậy ở đâu vậy đó mới chịu. Giờ nếu mà để mà em muốn cái sự thay đổi của vợ cho em chọn một thì trong những cái theo như em kể đó thì em muốn vợ em thay đổi cái gì? Có một cái thôi hả chị? Một cái thôi. Một chọn một cái suy nghĩ cho kỹ. Vợ bớt lục bóp moi tiền của chồng. Nhiều khi có độ riêng đi không được. Nếu chị mà là em, ông Mụt cho điều ước á, thì là ước vợ đừng có kiểm tra điện thoại. Còn cái chuyện lục bóp mình á, tiền á, gọi là của chồng công vợ, nó tích cóp lại đó nuôi heo mốt cho ngược lại em chứ cho ai. Đó, còn cái việc kiểm tra điện thoại chị nghĩ vậy nè, cái chuyện mà điện thoại đó, Facebook nè rồi dạ. Trên mạng làm sao em kiểm soát được? Dạ đúng không? Dạ. Bây giờ em giữ là giữ cái hồn của chồng em, giữ cái xác làm cái gì? Dạ. Đúng không? Dạ. Đó cho nên rằng chị nghĩ rằng em càng biết nhiều trong cái điện thoại đó nó có cái gì, hoặc trên Face, trên cái gọi là cái hộp thư riêng của chồng em có cái gì nhiều thì em càng mệt. Dạ đúng rồi. Cái đó chị nói thiệt. Dạ em cũng. Mà nói càng làm nó càng lén mở tài khoản khác hoặc là kiếm một cái sim khác để mà ấy cũng vậy thôi. Đó cho nên rằng là vợ chồng ở với nhau là ở bằng cái nghĩa cái tình, ở lâu dài, ở suốt đời. Chứ mình cũng không thể nào mà giữ chồng mình cả xác cả hồn mà bên cạnh mình 24/24 được. Dạ. Theo chị thấy là mình để nhẹ cho mình đi, mình bỏ vụ kiểm tra điện thoại. Bởi vì nói chứ hai vợ chồng làm gì làm vẫn là hai cá thể riêng biệt trong cái thời đại này. Dạ. Đó. Còn nếu mà để cho em chọn một trong những cái thay đổi của chồng em thì em sẽ chọn cái gì? Thì đó thì em hồi nãy em nói rồi đó, bớt chọc con gái lại đi. Nói chung là mình bây giờ hồi đó mình chưa có gia đình á thì sao cũng được, mà bây giờ mình có gia đình rồi thì mình bớt lại cái mối quan hệ nó bớt lại với đàn con trai thì bình thường thôi, chỉ là cái cách giao tiếp mình xã giao thôi chứ. Cái ý của vợ em á theo chị là đúng như vậy nè, em xã giao khác mà em bị vượt cái ranh giới xã giao đó lại là khác nữa. Chị nói em nghe, ví dụ ngày xưa khi mình chưa có gia đình, mình gặp những cái người con gái đồng nghiệp, bạn bè mình nói ý bà xã hoặc là ý cục cưng hay gì này kia, đó là bình thường khi mình chưa có vợ, chưa có gia đình. Nhưng bây giờ trước mặt vợ mình nói vậy thì cái cô kia cô sẽ cảm thấy rằng em không tôn trọng vợ em. Mà em phải nhớ một điều là khi mà người ta tôn trọng vợ em có nghĩa là người ta tôn trọng em. Nói chung là mình giữ qua giữ lại vậy là tốt cho cả hai đứa. Đó cho nên rằng cái đó thì bỏ được mà, đúng không? Tại vì thay vì giới thiệu là đây là người yêu anh thì đây là giới thiệu đây là cô bạn đồng nghiệp. Dạ. Thay đổi nghe. Dạ. Rồi xin cảm ơn hai em. Chúc em hạnh phúc. Dạ cảm ơn. Chắc là anh nghĩ anh thất vọng thôi mà anh đâu nghĩ em thất vọng đâu. Mà ở nước ngoài về em thấy ai cũng cao lớn, đẹp trai, rồi nghe cái cô kia giới thiệu nữa mình cũng tin tưởng mà. Ai về tới em thấy cũng lùng nhiều lắm anh ơi, không biết kể sao hết. Đi chợ tôi kêu muốn trả giá, mấy bà bán rau ngoài chợ cũng trả giá, rồi em thấy mấy bà cũng tội tại vì bán rau người lớn tuổi mà. Cái hôm đó mẹ ở ngoài quê bay đột xuất vô thì em mới chạy lên Sài Gòn để mà đón, thì cô ta đang làm mà thấy cái bệnh viện đang ở phòng ăn thuộc. Chiều về cái lầm lì chẳng thấy nói gì hết. Em nói rồi có chuyện rồi, hỏi ra thì nói là chiều nay đi cà phê với bạn gái cũ phải không, cà phê trên Sài Gòn phải không, mình gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Cảm ơn. Hai bạn hãy giới thiệu cho mình. Em là Lê Xuân Thành, nickname của em là anh Cu Cười. Dạ. Em năm nay 31 tuổi, hiện tại là kỹ sư cơ khí. Em tên là Trần Nguyễn Minh Hằng, năm nay em 22 tuổi. Và cả gia đình em thì đều gọi em là cái tên biệt danh là em bé. Em bé. Dạ vâng ạ. Em bé với anh Cu Cười. Dạ. Em bé 22 tuổi, Lê anh Cu Cười là 31 tuổi. Vậy là anh Cu Cười vụ em bé khi nào? Hôm đó là ngày cuối năm. Em thì bên nước ngoài cũng về phép Em ở đâu? Dạ em làm việc ở bên Nhật Bản. Thì em mới chạy qua cái bà chị hàng xóm. Bà đó là giáo viên. Chị mới mượn cái micro, bà chị hỏi mày có người yêu chưa? Em nói là dạ cũng chưa. Sau đó thì nói thôi để tao làm mai mày, con nhỏ này dễ thương lắm, học giỏi, con nhà giàu, để con một đó. Em nói thôi được rồi, chị mai đi em cho số điện thoại đi. Rồi nghĩa là giới thiệu cho một cô con gái, dạ, con nhà giàu, dạ, học giỏi, dạ, viết chữ bự, đúng không? Còn em á, thì hôm đó là ngày cuối năm nên mà lo bữa cơm tất niên, tự nhiên nghe một cuộc điện thoại từ cô giáo chủ nhiệm gọi tới, xong cậu kêu là cô gặp một cái thằng này nè, thân với cô lắm, nó đẹp trai nè, con nhà giàu nè, rồi là công việc ổn định, nhiều tiền lắm. Cô nói là cô sẽ làm mai cho mày, mày phải gặp người này trong buổi chiều hôm nay. Mình nói thôi hay là cho số đi, gọi không gọi thôi cũng không quan tâm. Tự nhiên cái buổi chiều lúc đó 1 giờ nghe cuộc điện thoại, thấy số lạ, xong nói anh tên là Thành rồi, anh muốn hôm nay mời em đi uống cà phê được không? Tại anh mới nghe có người chị giới thiệu về em. Đó là em lại càng tò mò, cho số mà gọi là chắc là cũng có ý định đây, nên thôi mình cũng tò mò gặp. Ấn tượng đầu tiên thấy thất vọng, tại vì dáng cũng mập mập, nhìn mặt tếu tếu giống trẻ con lắm. Thấy giống con nít. Chắc là anh nghĩ anh thất vọng thôi, mà anh đâu nghĩ em thất vọng đâu. Mà ở nước ngoài về em thấy ai cũng cao lớn, đẹp trai, rồi nghe cái cô kia giới thiệu nữa mình cũng tin tưởng mà. Ai về tới em thấy cũng lùng lùng. Xong rồi hôm đó là mặc một cái áo khoác, rồi có hình con ếch nữa, thấy là cũng đẹp trai đây. Ai về mở khẩu trang ra cũng đẹp trai luôn. Rồi thôi ra thất vọng lắm. Rồi lúc mà hai bạn có thấy rằng á, trong cái buổi uống cà phê đó mà khi bắt đầu nói chuyện với nhau á, thì hai bạn có một cái cảm giác nó khác khi mà chưa nói chuyện. Tức là em thấy là cô bé này có vẻ nhỏ người nhưng mà nói chuyện người lớn, mình cũng hơi để ý một chút thôi. Bao lâu thì các bạn chính thức tìm hiểu nhau? Dạ 5 ngày. 5 ngày là quen nhau. Xong rồi bắt đầu là yêu nhau. Rồi 10 ngày ảnh lại bay qua Nhật lại. Hơn 1 năm thì quay trở về Việt Nam và quyết định là tổ chức đám cưới với nhau. Đi biệt 1 năm luôn. Dạ đúng rồi. Trời ơi em bé mà hay vậy. Chứ thường là em bé mà cứ chừng tháng là mất em bé rồi đó. Điều đó là điều mà em phục nhất. Tại vì trong 1 năm mà không có một buổi tối nào mà không có lên mạng để nói chuyện hết. Mặc dù công việc trễ tới giờ nào thì trễ, nhưng mà vẫn tới 9 giờ là phải ngồi trên mạng hoặc là điện thoại qua. Người này chắc là trời Phật cũng cho mình. Mà trước đó là cũng có một cái tình huống từ cái lá sâm nữa. Tức là sau khi gặp nhau đó thì ngay mùng 2 Tết hai người đi chùa, thì vô tình hai người bốc 2 lá sâm mà lại nội dung y chang nhau. Nói là năm nay là sẽ sinh con trai. Lúc mà đi xuống ấy, em vô tình nắm tay được cô này, cảm giác nó lúc đó nó làm sao ấy. Nó nghĩ là chắc này là trời Phật xui khiến. Có con trai chưa? Dạ chưa. Mới lấy mà đúng không? Nghe là yêu nhau là từ cái lá sâm đó. Vậy thì trong 1 năm các bạn cứ trò chuyện với nhau qua mạng như vậy á, thì có khi nào mà giận nhau qua mạng không? Dạ có tình huống vậy. Thì trong quá trình em đi qua đó thì cô bạn gái là vợ em bây giờ hay về nhà chơi, thì cũng có tổ chức nấu ăn này kia. Về bắt đầu em trai nói là nghe nói bé Hằng là giỏi nấu ăn lắm, mà người Huế mà, gốc Huế giỏi nấu ăn lắm. Thôi giờ hôm nay nấu bún cua, rêu cua ăn đi. Nấu xong rồi bị em trai chê là nấu gì mà không nên rêu gì hết á, mà như bún mọc vậy. Bắt đầu là ngồi thì trong góc khóc. Thì tới cái giờ đó cũng phải lên Skype, tại vì nếu không lên thì em nghi ngờ là đi đâu thì sao. Lên Skype tự nhiên thấy khóc rút rít. Lúc đó là về trên nhà trọ là có cả người nước ngoài nữa. Bắt đầu là khóc bù lu bù loa vậy á. Hồi nãy em nói là em im đi, thôi không ấy thì chia tay đi. Anh đi làm bên kia anh đã vất vả căng thẳng lắm rồi, giờ còn về còn dỗ dành em nữa hay sao? Thôi chia tay nha, giờ không có gọi anh nữa. Bắt đầu khóc bù lu bù loa, khóc rồi đến nỗi em coi sau trong màn hình á, đằng sau có mấy người đó, có là mấy người Philippines đó, gọi là quá sát bên. Đó là cái tình huống mà em thấy là cái sự xa cách vậy á, nó cản trở cái sự, ví dụ em mà muốn làm lành hoặc là em muốn là cũng khó. Vậy thì là 1 năm thì mới về là quyết định là cầu hôn. Hỏi luôn nè, sau khi lấy về rồi em có phát hiện được không, chồng này có cái điều gì nó khác không so với lúc mà chưa lấy nhau? Nhiều lắm anh ơi, không biết kể sao hết. Đi chợ thì kêu mua trả giá, mấy bà bán rau ngoài chợ cũng trả giá. Rồi em thấy mấy bà cũng tội, tại vì bán rau người lớn tuổi mà, chở rau từ nhà trồng rau xong đem ra bán thì cũng không lời bao nhiêu hết. Em thấy giống như 2 bó 5.000, anh nói thôi 2 bó 4.000 đi. Giờ cũng trả nữa. Xong em cũng trợn mắt lần thứ nhất, xong đi xe từ dưới nhà em là ở dưới Định Quán lận mà đi lên trên Biên Hòa, họ đòi là 2 vợ chồng 60.000. Xong lên xe anh kêu 50 thôi, cái anh phụ lái anh mới kêu bây giờ đi không đi thôi xuống. Xong anh này cũng nói xuống đi, xuống chứ có gì đâu. Cái anh đó mới nói bây giờ xuống á là trả lại cho hai vợ chồng 30 thôi. Anh này là càng cao trào nữa, là càng nổi cáu lên nữa. Cái gì đoạn đường đó mà từ hồi nãy tới giờ gần 2 cây số mà lấy 30.000. Cứ nói qua nói lại em sợ lắm. Tại vì là anh cũng có nóng tính, lỡ rồi ẩu đả trên xe là sao. May có là cái bé sinh viên á, ngồi ở bên cạnh nói anh ơi như vậy là đúng rồi á. Sao tự nhiên hên may có bé đó lên tiếng cái anh cũng im im, chứ em lên tiếng chắc cũng la em luôn. Tại vì trả giá là em về là nghe mẹ vợ luôn á, nói là con về đây cái gì phải trả giá mắc lắm, đi chợ đi búa 1-2 ngàn á trả cho vui. Quy mô mấy cái lớn rồi á thì mình không bao giờ trả, mấy mà vui có nghĩa là trả cho vui. Còn cái chuyện mà người ta có đồng ý không là kệ người ta, không, nhưng mà cái thái độ người ta mà vui vẻ với mình thì mình vui, còn nếu mà tự nhiên cọc lòng không mua nữa. Anh hỏi là có khi nào mà ông trả giá mà ông bị người ta chửi không? Dạ có, ngay sáng sớm làm em không dám đi ngang qua quán bà đó luôn, mà cũng dám vô luôn. Mua cái gì? Dạ mua cái thùng cắt tông. Đầu tiên bà cũng không định bán, nhưng em cũng năn nỉ nói là tại vì em muốn chất hàng hóa vô, chị làm ơn chị bán giùm em với. Bà đi kiếm 2 cái thùng em thấy cũng được, bà kêu 2 thùng này là 10.000 nha. Rồi vậy là anh ta lại bịch cũ 5.000 thôi. 5.000 mấy thùng? Dạ 2 thùng. Trời ơi. Tại nó một rồi mà nó ăn 2 thùng. Dạ đúng rồi. Nó một nó có lỗ rồi, với lại là em thường thường ở nhà là em cho mấy bà trai ăn thùng giấy cơ mà. Mà giờ tự nhiên người ta ra bán rồi cho đại đi, đưa nhiều đưa đúng không? Xong lúc đó bà nói cái gì thùng giấy cũng trả giá nữa không? Thôi thôi không bán đi đâu, đi đi mua đi. Mà lúc sáng sớm mà nói ảnh nữa là coi chừng lại giận nữa. Thôi mình nói thôi anh ơi hay là mình đi kiếm chỗ khác thử xem sao. Xong rồi đi vòng chắc cũng gần nửa cây số cũng thấy tiệm nào bán hết. Xong anh ta nói thôi quay lại chỗ đó đi. Em nói giờ quay lại em dám chắc với anh là sẽ bị chửi á. Nói không bị chửi cũng được, họ bán thì mua mà không bán thì thôi. Dạ xong rồi quay lại chỗ đó, thế là thấy ông chồng đang ngồi xếp hùng. Vậy là mình nói là không thấy bà đó, vậy là ông chồng chắc ông mua. Tại vì giờ 10.000 là anh ta cũng chịu, 12 chắc cũng chịu luôn. Ai về em thấy đi vô. Xong rồi ông chồng mới hỏi là mua gì, em nói là mua 2 cái thùng xốp. Xong ổng lại kêu bà vợ giặt đồ ra bán. Lần này á kinh nghiệm hơn, không chạy ra ào ào như lần trước nữa, ngó từ phía sau ngó ra. Thế là thấy hai vợ chồng rồi bà ta lại thay đổi thái độ, từ là vui mừng vì bán được hàng trở thành là nỗi tức giận. Lấy cái tay vậy nè xua đi, không có bán đâu, đi đi, không có bán đâu, mua bao nhiêu cũng không bán hết. Vậy là thôi anh ta chở em đi về. Tôi còn cái tật nào khác nữa không? Hay nói em á sao em lề mề quá vậy. Vợ em thì có cái là nhõng nhẽo, ví dụ như là đi ra đường mà thấy Hello Kitty về đòi mua hết, mà không mua bây giờ là anh sao không mua cho em đi, 2 tay 2 chân bậy bậy vậy. Rồi còn tật nữa là lề mề, nhìn để thiện tướng mập mập là không bắt mắt rồi, làm gì nó lề mề mà nó không có khoa học. Ví dụ như là chuẩn bị đi ra ngoài kia ăn tối với mọi người, thôi em tắm trước đi nha, rồi ra chạy trước rồi phong phấn gì rồi đi, rồi anh tắm sau. Tắm xong em vô em tắm, tưởng là ra để em mặc quần áo là đi rồi, tưởng ra thấy đứng ngay trước gương chạy đầu. Đó là về chạy đầu, nhưng mà đã thay đổi CV chưa thay đổi CV, tức là mới sấy xong mới chạy đầu. Rồi có một tật nữa là lười tập thể dục. Em đã quyết tâm là mua cái máy tập thể dục cho xuống cân, không chịu tập, cứ ý lý do này lý do khác không tập luôn. Mà anh này bị lạm dụng tập thể dục, sáng cũng tập, trưa cũng tập, tối cũng tập, ngủ trưa xong cũng lại tập luôn. Trước khi có cái máy tập cơ bụng á, bảo thôi em làm vài chục cái đi rồi lấy ngủ. Lạm dụng thể dục tại vì đâu đi làm đâu, rồi kêu em lười tập thể dục. Rồi bà xã có hay ghen không? Dạ, còn một cái tính nữa là tính hay ghen. Em dùng iPhone đó là định vị em đang ở đâu là biết hết. Ghen với một số người bạn gái cũ nhắn tin thì đã không đành rồi. Cái hôm đó mẹ ở ngoài quê bay đột xuất vô thì em mới chạy lên Sài Gòn để mà đón. Thì cô ta đang làm mà thấy cái iPhone định vị đang ở phòng ăn thụ. Chiều về cái lầm lì lì chẳng thấy nói gì hết. Em nói rồi có chuyện rồi, hỏi ra thì nói là chiều nay đi cà phê với bạn gái cũ phải không, cà phê trên Sài Gòn phải không. Bắt đầu khóc, em mới giải thích rồi đón mẹ vậy đó, mà cũng ghen được nữa. Tại ảnh ra đường hay nhìn con gái nên em mới ghen chứ bộ. Trời ơi. Không phải nhìn gái giống em nhìn là đúng rồi, em nhìn đi trước mà có cái nào đẹp là em cũng nói cho nghe là cô trước đẹp. So sánh em thấy không, cái cô đó nhìn dáng đẹp ghê á, xong rồi tới cô đó tóc đẹp ghê. Rồi giờ là cái mong muốn của em là giờ em muốn chồng em sao? Giờ muốn chồng em là chiều chuộng em, bớt trả giá cho em, bớt quê. Cái gì nữa? Bớt nóng tính, bớt nhiều quá. Dạ. Anh cô cười muốn vợ bớt cái gì? Nói chung là cái tính nhõng nhẽo thì cũng vui đó, nhưng mà ít lại chút. Với lại lúc nào tâm trạng mà mình đang bực bội thì làm ơn đừng có nhõng nhẽo. Có nghĩa là nhõng nhẽo điều độ. Dạ điều độ, có chọn lọc. Rồi thứ hai là làm việc có khoa học một chút xíu. Chị thấy như vậy nè, thứ nhất là hai bạn cái sự mà chênh lệch về tuổi tác á, nó hơi nhiều. Thứ hai môi trường cũng là một cái điều rất là quan trọng trong cái tính cách. Ví dụ như chồng của em bé làm việc ở một cái đất nước mà ở đó gần như là họ không có thời gian họ nghỉ ngơi, mà hơn nữa chồng của em bé lại làm trong ngành kỹ sư nữa thì là đầu óc hoạt động liên tục A, B, C, cho đến nó đâu nó rõ ràng, nó rất là khoa học thì họ mới có thể sắp xếp được cái thời gian. Cho nên rằng là chồng em nóng tính cũng đúng đó, nhưng mà cái đó là do áp lực công việc. Thế còn á, em bé lại là con một nữa mà nhỏ tuổi nữa, cho nên cái việc mà em bé nhõng nhẽo nè, em bé lề mề hay là em bé làm việc chưa có khoa học thì cũng đúng thôi. Tất cả những cái này á, thì em bé có thể sửa được hết khi mà em bé theo chồng qua bên kia tự động trong môi trường đó em bé thay đổi hết rồi. Buộc em bé phải làm tất cả những cái điều mà bây giờ em bé chưa hoàn thiện. Dạ. Chắc chắn một điều em bé sẽ thay đổi khi em bé có em bé. Đúng rồi, và chúc em bé với Cu Cười sẽ có một bé trai giống y như là cái hai cái sâm mà hai bạn nhận được. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn.